Bộ phụ kiện chiến game siêu mượt cho anh em. Đầu tiên là kích âm, dùng để kích âm thanh tiếng chân của địch to hơn, giúp ta có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ địch xa hơn và rõ hơn. Tiếp theo là tai nghe gaming HyperX cả đời Airbus 2 và tai nghe Piva S5, hai tai nghe chuyên để chiến game và nghe nhạc siêu ổn. Soi lạnh dành cho iPad thì gồm có GT29 lạnh và bền kết hợp với cả đèn led RGB. Đẳng cấp hơn thì có HB5 Pro, cực lạnh, cực khỏe và đẹp. Đây là sò xịn nhất dành cho iPad. Soi lạnh cho điện thoại thì chúng ta có BR7, kẹp được cho mọi điện thoại, tản nhiệt trên thân máy lẫn CPU, giúp cho máy đỡ nóng, giật và lag. Không thích kẹp thì chúng ta có thể dùng BX7. Đây là dạng hút dành cho điện thoại, tương thích với những điện thoại có chức năng hút tủ tính. Chất lượng làm mát thì giống hệt so với cả BR7. Không thể thiếu là sạc chính hãng 3C và cáp sạc có màn hình hiển thị công suất đi vào thiết bị. Jack chuyển đổi vừa nghe vừa sạc đầu tiên là jack Lightning, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị sử dụng chân sạc Lightning. Tiếp theo là cổng chuyển đổi USB, có thể vừa nghe vừa sạc trên các thiết bị đặt chân Type-C. Trong hộp có dây cáp phụ, có thể tăng độ dài khi sử dụng dây cáp sạc. Tiếp theo là cổng chuyển đổi DS7, cổng chuyển đổi 7 trong 1, dây cáp bền không rối, hai cổng chân Type-C, hai cổng USB, cổng tai nghe 3.5 và đặc biệt nhất đó chính là cổng mạng LAN, có thể cắm được trực tiếp dây mạng vào trong cái cổng này, giúp cho chúng ta chơi game không lo bị giật và lag về mạng. Ôm lưng iPad 11 inch, chuyển đầu sạc xuống bên dưới, giúp cho đỡ vướng khi cầm iPad ở hai bên, ở giữa có thể thoải mái đặt sò lạnh. Cáp sạc chữ L cho iPad, điều hướng dây sạc xuống bên dưới để khi cầm iPad ở hai bên tay không bị vướng. Ngoài ra thì còn có bao tay Piva, loại xịn và có 5 đôi trong một hộp. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo cho mình nha. Anh cũng biết cùng mà sao thế anh bực quá nên là anh luôn. Của nó kiểu hello, hello, hello mọi người. Cái hello. Ôi, ông này có khẩu súng mới đẹp thế nhở. À, ra xem súng chất lượng của số 4 rồi. Ôi, ôi, ôi. Đấy, thì cái động tác đúng không? Súng mới đẹp thế. Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm clip test nhanh cái khẩu A32 thủy quái mới ra trong sáng nay nha anh em. Em ngủ mà. Ui, nhìn con cá đuối đây. Ui, ôi. Bản nữ trong trận này hot hơn hot anh em ạ. Em tôi cũng biết nó có ra gì. Tuyệt vời luôn ấy. À, đây là arc của anh Trung nhá. Thì arc của lúc sáng mà mình có mượn để quay clip quay đồ ấy, quay vòng anh em ạ. Mình sẽ cố gắng test nhanh xong rồi ra đưa arc cho anh ấy để anh ấy còn trải nghiệm cái khẩu A32 mới nha. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, vào đây số 2 thôi. Buồn ngủ quá. Anh ơi, khỏi quá. Sáng dậy sớm anh em ạ. Trên này. Bê tham quá. Rồi, nó cũng đấy rồi. Khiếp mic của đồng đội mình, ai như kiểu có cái tiếng gì cọ vào mic đi anh em ạ. Ra két mạng, ra két mạng. Ui, một em. Một em. Đây rồi. Em thứ hai đi rồi. Ngon quá, có khẩu A32 luôn anh em ơi. Nhà mình phụt cả hơi. Ôi, trông đẹp chưa này. Giống kiểu thanh long ấy. Rồi, nó còn đấy rồi. Con nãy ở ngoài chúng ta. Mày ơi, này. Toàn mạng hỗ trợ. Hết người rồi, có mỗi team mình thôi anh em ơi. Thế anh em nào bảo cái khẩu A32 này thì nó giống như cái khẩu thanh long gì ở bên bản PC anh em ạ. Anh em ơi, có hai cao đuối này yếu vách cả lồng mà cái mày đi bắn ui, ra. Ui, vào nhanh thế. Số 4 này quay đằng sau, số 4 này, nhìn này, đằng sau, À, có cá đuổi à? Đồ nó chạy rồi, nó chạy rồi. Mày bay rồi. Cho mày một quả này. Từ từ, ra này. Mình ném vào đấy kiểu gì nó chua trong phòng. Giờ là cho một quả chua trong phòng này. Thằng trên này cái lại. Xem có được thằng nào hay không? Nó mua này. Có hai thằng mà, còn một thằng nữa. Ok mẹ em mẹ ơi, đứng đấy cẩn thận. Có cây cầu thang không? Ô, không cây cầu thang à? Ô. Mày thế. M762 thanh long bên bản PC. Lấy mình có xem qua thì cũng thấy la la giống anh em ạ. Trận này mình sẽ cầm hai khẩu. Vừa nghe thấy tiếng tap ở trên này lên thì thấy hai ông đang treo máy này anh em này. Đi em ơi. Ôi dồi ôi, đứng xếp hàng ngay ngắn luôn ạ. Đồng đội chết hết rồi, lên chán bỏ ra ngoài hay sao ấy. Đứng treo máy ở đây này. Ôi. Ôi anh em cứu được không? Ôi nhanh còn ra chỗ đồng đội kìa. Dừng ở đấy ngoài chống. Mày này. Thằng kia chạy rồi. Canh ơi, đừng chạy canh ơi. Em xin các anh. À, yếu này, yếu này. Hai. Mạnh nha, để tính ra thôi, gạt anh.
Rồi, nó thằng nào một. Thằng bắn bóng cũng điêu rồi, còn một thằng nữa. Để đi mọi người, để đi. Rồi, lia 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 lia. Kinh. Lia rồi. Còn cái thằng đi xe nữa thôi. Thằng cuối 1v4. Hai thằng. Rồi, hai thằng đây luôn. Từ từ ông ơi. Mình cứ làm những cái gì mà nó dễ hơn. Ui mày thế vẫn được. Vẫn đủ 15 kill ạ. Mày quá anh em ạ. Đó, mình thấy đẹp không? Mình chỉ thấy quá này. Đẹp, khẩu này quá đẹp luôn. Trôn à. Ui trời ơi. Súng đẹp là bắn hay thôi. Đây, bạn đưa trong chậm vải dầu của chúng ta đây. Đây thấy chưa? Đấy. Dòng suối nó trắng trẻo, nó mát lạnh thế kia. Bay đá tròn thì không nói làm gì rồi, mà bạn nữ phải đứng lên thì có phải đẹp hay không? Rồi, sang trận tiếp theo nha anh em. Anh em thấy cái bộ đồ này thì nó có đẹp hay không? Nói chung là tùy thuộc về cái đánh giá của mỗi người. Mình thì thấy nó cũng ổn, khá ok. Còn khẩu súng thì không nói làm gì rồi, khẩu súng quá đẹp luôn. Dưới khỏi tính chân này, dưới khỏi tính chân này. Đây rồi. Bye bye. Bà vừa gọi cháu, cháu có nghe bà nói gì đâu. Dưới khỏi tính chân nữa này. Đang chạy. Ôi chạy rồi đấy bạn ơi. Rồi xong rồi. Giờ đi kiếm cái khẩu A32 trong này nó mới gọi là khoai này. Hên thì được luôn, còn không thì kiếm. Dưới vẫn có tính chân nữa này. Chạy đâu bạn ơi. Chạy giữa đường, giữa đồng, giữa nhà luôn ạ. Nó vẫn ngồi đấy anh em ạ. Xuống. Đồng 2. Ngon quá, bên này vẫn còn một thằng nữa anh em ơi. Nào, có đi, có để vào không nào. Ô, chạy sang bên này à. Chạy sang bên này. Rồi, nó một rồi. Nó để sang ngồi sao kìa, đúng rồi. Để sang những cướp lên bà bạn ơi, không được đâu. Ô trận này có vẻ ảm đạm thế nhỉ. Ô không ai bắn B90 à. Một xuống đó một xin. Bạn ạ à, đi để tôi cứu bạn xuống. Thôi số 2 đi cứu mình rồi, cảm ơn bạn nhiều. Thì tôi bảo là bạn ạ à đấy. Ố, thế à? ạ à đi. Bạn đi ra trong trận này qua cũng đây. Có vẻ cute phết anh em ạ. Mình cũng mới chỉ nhìn qua thôi, chứ chưa nhìn kỹ. Vào. Mày kê tao này. Awesome. Chạy, chạy đi đâu? Đây rồi. Kê đi, kê đi. Ôi trời ơi. Mày nhớ. Tí nữa chị hẹo. Nó mà quay ra là bắn mình phát là mình đi ấy. Qua vừa rồi phải chống tay xuống một thời gian quá anh em ạ. Ui trời ơi. Chả dám. Được chưa anh em? Đang qua, đang qua, đang qua. Một khoát đi, cứ đi. Ôi, có cá. Mày quá thằng kia đi anh em ạ. Trong phòng. Bye bye. Hết luôn. Ôi thôi chết, mình quên không lắp cái skin nết rồi. Vẫn còn một thằng ở đây nữa. Ba ơi, team nào đây? Người ta đang bắn nhau mà. Rồi xuống trả thù anh em ạ. Bên kia cũng có, trước mặt cũng có ạ, có tiền chất bẩn sân, có vẻ hai team thì phải. Một này két mạng ngon quá, chạy đâu bạn ơi. Có đâu, có, mình vừa lúc xong cầm lấy tiền cứu xong rồi. Rồi nó xong rồi.
Còn thằng nữa trong nhà tầng 2. Đi rồi. Trên đồ có. Để mình bay qua xem nào. Nó đi ra. Xong rồi. Ôi ôi. Chào. Ôi nó lốc rồi. Ôi giời. Vai trưởng. Nó đi cạnh mình nó không biết này. Chỗ này luôn. Rồi nó còn lại à, clear. Chết rồi trước mặt đó. Thằng này lại yêu sấy mình này. Mình chặn chậm hơn tí nữa có khi là đi rồi. Nó lúc tiếp rồi. Nhà đỏ đúng không? Thằng này chắc đang cây cầu thang, vừa nghe thấy tiếng nhảy xong. Dậy đó, nhảy lên thành cầu thang lắm anh em ạ. Chết chưa? Đấy, nó có sai đâu. Ủa? Ô, chết luôn này, được thúc môn luôn này. Trời. Ôi giời ôi, tí thế, thiếu đúng một kill rồi, còn 5 kill anh em ạ. Tí quá. Đây, màn đêm trong chậm vừa rồi của chúng ta đây. Trời ơi, đẹp. Xinh quá anh em ạ. Quá đẹp luôn. Mình chủ yếu là test nhanh ở trong map Pivik, dành trong map Pivik. Để test nhanh để chơi game thôi. Kịp chiều đăng anh em ạ. Đủ đâu có gì. Mình sẽ trả cho anh Trung để anh ấy trải nghiệm. Nãy tại vì thấy mấy lần anh ấy vào mà. Mưa to quá, lắc quá bà ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Má mưa to dã man luôn ấy. Có tiếng chân nữa. Bỏ lạc cái tôi xin nhá. Ừ. Mưa to quá, wifi nó có nó chạy. Ôi, trên đầu cũng có à? Dưới cũng có. Thằng dưới lốc. Còn trên nữa. Đây rồi. Đây mà tôi nhặt đồ không được luôn mà. Đúng rồi. Ngó ra để gạt cho nó nhanh. Rồi xong má. May bắn. May bắn đồng đội tao này. Mình trả thua. Ôi dồi ôi, nó đuổi mình kìa. Rồi xong rồi. Quên mất, holo chưa có spin gì vậy. Ôi. Vô đi, dắt cho đi. Mỗi ngày thì tao phải dùng. Mày chạy đâu, đừng chạy, đừng chạy. Tự nhiên nghe khúc này hơi mệt mệt đâu người ấy. Mình đổi, mình đổi kiểu khác không? Trời. Vai trường cổng số con. Tự nhiên cái mình không có tắt được cái này ta. Ồ, lag. Giật lag. Thằng này trên nhà độc thể đâu. Bên này có. Ui, có thằng. Trời ơi, bà biết gì không hả? Ờ, nghe. Tôi rớt 20 sao bên Nguyên Quân rồi. Chạy cái gì nè, trời đất ơi, nó ghép cái gì mà rừng một đám một chết không mà bà. Mà đó. nó tự biết đi rừng đầu tiên, không ai ép luôn đấy. Thế tôi cũng hiểu rồi, tự nguyện. Vẫn có một thằng nữa. Cái bắn theo được. Trời đất, tôi nói thiệt chứ, quý. Không, mùa này tôi cũng ức chế quá nên tôi cũng Ủa cái bà, từ chết chứ. Má đông nha. Mày sấy này. Vậy thì phải mua đồ. Ui giời ơi, chết sớm thế bạn ơi. Yếu thế. Vừa lướt qua phát đi luôn ạ. Rồi, sao số đồng đội tôi anh đông, siêu đông luôn. Bảo có người nha. Qua nè bà. Kìa. Đang qua này. May ra còn cứu được số 2, đỡ phải điều sinh. Rồi, đốc 2 thằng. Hết rồi. Vẫn cứu kịp, vẫn cứu kịp anh em ạ. Ui ôi, tiếng ngay gáy thế. Tỉnh nha. Mày bắn đồng đội tao này. Trong 2-3 thằng lận. 2-3 thằng lận hả? 2-3 thằng lận. Xe tới. Còn xe qua nữa kìa.
Ô, tao đi, đi luôn này. Rồi, bạn đã xác định. Vỡ mồm. Đấy, kiểu gì nó cũng đâm phải đá cho mà xem. Okay. Nhìn cách vào lại. Bạn này còn boss. Đang qua, đang qua, đang qua. Kìa, ở bên kìa, trên đồi. Mà ngay trước mặt kìa. Ui, làm sao nó móc anh em ơi. Chết rồi. Đông quá, đông quá. Mình quên, mình vứt nhầm cái X4 đi rồi anh em ạ. Bắn, bắn, bắn. Từ từ, tôi bấm máu một cái đã, né né rồi. Heal lên đi, heal lên đi. Tớ xin nhá. Anh nghe tự nhặt rồi. Nó chưa, mình có một cái súng rồi đấy. Ủa sao nó chạy. Rồi, móc rồi. Ai. Từ từ để mình không ngó đó. Đồng đội mình máu chiếm phết đấy. À vậy hả? Đấy, lúc nãy bọn này nó móc mình. Ui dồi ôi. Lại cái thằng cầm sọc ăn ở trong khu sự kiện này. Ngồi im ở trong cái phía cầu thang, thành ra mình tưởng ngáo cơ. Ở trong nhà mình hình như còn hai thằng đấy. Còn hai thằng đấy mọi người. Đây, bạn nữ đầu tiên của chúng ta đây. Bạn nữ thứ hai này. Bạn này nhìn trông có vẻ cá tính này. Đây, bạn nữ thứ ba này. Đấy, ba bạn nữ nha anh em. Đấy. Rồi, mình đang quay trở lại đây, tiếp tục nha. Cố gắng làm thêm trận top 1 nữa xong rồi mình sẽ nghỉ rồi chiều đăng clip cho anh em xem. Ui dồi ôi, có A rồi anh em ơi. Ok, đứng trong và bắt chết rồi. Này, bắt đồng đội tao này. Ờ, đấy vẫn còn đồng đội mình, từ từ. Mình xuống đây đã. Tiếng này vẫn còn tiếng súng rồi. Chạy trong nhà này. Nó bắn nhau bên ngoài anh em ạ. Ô, định đi đâu đấy bạn ơi. Ngạt đã. Mày chạy này, hết chạy luôn nha. Ê, chỉ sợ thằng trên tháp nó bắn thôi anh em ạ. Mấy thằng đấy hay cơ hội lắm. Bắn vào đây. Đừng móc tao nha mày. Không thì mày ngó ra tao chơi luôn này. Solo đi bạn ơi. Này, đứng cô này. Này, chạy tiếp này. Rồi, móc thằng đấy rồi. Lấy cổ da luôn. Mày quá. Xuống nhặt thẻ của sinh đã anh em ạ. Xong rồi chạy. Tính sau. Cái đó lấy đi. Ờ, lấy thẻ của sinh hết chứ. Bỏ rồi bạn ơi. Ui dồi ôi, những cái thuyền kiểu trông đẹp quá anh em ạ. Cái thùng xác ấy, quá đẹp. Xem dầu. Đây mình nhìn thấy rồi. Rồi, gạt thằng đấy rồi. Sao biết người rồi. Ô, hai thằng à? Hai bên. Chặn quả lửa đi, xong mình sẽ chơi cái thằng đằng sau này anh em ạ. Ở trên xuống nó sẽ ngon, nó một rồi. Ồ, trên hay dưới vậy? Cho nó bất ngờ thì. Nope. Ngoài đâu? Hết phim. Có mỗi team mình thôi anh em ạ, hết người rồi. Leo. Nhìn lúc đầu mình tưởng nó con nhện cơ. Nhờ. Muốn ăn phát số 3 đâu. Lạ đâu. Bắn bên kia, bắn bên kia. Đây rồi, đang chạy này. Ui dồi, hit body. Hit body mình thấy đẹp mà. Cái kame thì nó chỉ được cái sáng thôi, còn này để hit body mình thấy nó vé cả nước anh em ạ. Ok đấy. Ui dồi, bên này có tiếng súng. Từ từ, để mình chơi bên này đã. Ok. À, cũng được. Chị xô.
Công đá này. Hai thằng. Một thằng chạy vào phía kia rồi. Hình như vẫn còn thằng này nốc thằng nào thằng khác thì phải. Đúng rồi, mày thế. Lâu lâu mình ăn ngồi ăn ăn. Từ ngáo không nha. Chưa xem. Cá kìa nó hạ cá rồi. Rồi, lớp 1. Cái đuối này nó kìa. Ok. Tớ xin nhá, thank you các bạn. Ui, không spam được rồi. Nhanh nhanh. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Người anh ơi. Chạy đi đâu. Xong. Hết rồi. À đâu, thằng này vẫn mới chỉ nốc anh em ạ, vẫn còn đồng đội nó nữa. Chạy lại còn hai thằng. Chân với chân kìa. Dưới đồng đấy các bạn. Ôi bên kia. Rồi thằng bên kia chết. Trốn đâu bạn ơi. Trốn làm gì. Bốn người đuổi một thì làm sao mà chạy được. Vẫn chỉ gạt thôi anh em ạ. 21 kill rồi anh em ơi. Trận này may ra. May ra được 25 kill nhá. Bốn thằng nữa. Mày thế vẫn kịp ăn anh em ạ. Mày quá. Đây mình đang xuống. Xuống chơi luôn đi. Ôi dồi ôi. Chết rồi. Trong phòng này à? Rồi chết. Ôi dồi ôi. Mày thế. Đây này. Đúng kiểu ngáo ngáo anh em ạ. Hết phim. Rồi, 25 kill top 1 anh em ạ. Và đã test nhanh thành công. Test nhanh thành công cái khẩu A32 thủy khoái cũng như là cái bộ trang phục thần giáp Hải Tặc Mai anh em nhá. Anh em nạp UC để quay đồ thì cứ liên hệ qua số Zalo cho mình nhá. Mua phụ kiện để chiến game số 1 cũng liên hệ qua số Zalo cho mình. Còn mua bán lạc thì qua số của mình là tuli.sama.vn nhá. Bye bye tất cả anh em. Đây, và đứa trông chậm rồi đây. Ôi, nhìn trông xinh dịu dàng này. Đấy, cũng phải hiền đấy anh em ạ. Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha.